cùng thì cũng đã cầm được trên tay. Mình phải vui liền, không có chờ đợi thêm được nữa. Nôn quá trời nôn rồi. 6 cái hộp này là Min được bé em nhường lại á. Chứ mấy bữa trước 3 ngày liên tục luôn, Min không săn được một hộp nào. Mọi người hãy thông cảm cho sự vụng về của cô gái hậu đậu này. Quá là mong chờ rồi nên mình sẽ coi thẻ trước. Ta-da! Bé đầu tiên là một bé chim. Cú cú. Tiếp theo là một bé mặc áo mưa khủng long xanh mà gương mặt đang buồn và đang khóc. Và tên của bé lại là Mất Trí Nhớ. Tiếp theo, hù, là một em bé ma bẩm miệng rất là dễ thương. Min mở 6 hộp thì bị trùng một hộp em bé áo mưa xanh. Tiếp theo là một em bé buồn đang ôm gấu đi lang thang. Thì nói chung là Min cũng biết nhân phẩm của Min kém rồi, nhưng mà Min cũng rất là mong chờ nó ra bé S ha. Tại bé Secret bữa giờ mình thấy nhiều bạn cũng unbox được rồi. Mà không, nhân phẩm kém thì đừng có mà mơ. Và cuối cùng là bé ngồi ở trong thùng giấy. Vậy là tới đây, unbox xong rồi. Bye bye.